Bây giờ mình còn có 10 dặm nữa là mình tới Halifax rồi các bạn. Rồi đó, Halifax đó, Bedford the Sackville đó. Đây là biển không á, tới đây là giờ biển không. Giống như vào đi xem không? Bên đó một bên là ấy là bên là biển không? Bên là rừng, bên là biển. Bên đây là 9 giờ đêm rồi đó nha các bạn. Mình sắp sửa mình tới Walmart ở Halifax rồi, tới đó mình đi ăn uống rồi nghỉ ngơi đó. Sáng mai mình mới tiếp tục mình đi hành trình khám phá Nova Scotia nha. Đó, Sackville đó, Exit 4. Như vậy đây là tới Walmart rồi đó. À, Walmart đó. Walmart đó là người yêu của tôi. Chạy vào Thâm Phức à. Wow. Nóng không? Nó thổi gần nóng nha. Nóng, ngồi đúng không? Đó, ăn này, này là như ăn appetizer nha. Xong rồi tí ăn cơm với thịt gà nha. Gà kho. Dạ. Dạ, yeah, này là chả giò, chả giò đồ biển á. Trong đó tôm, cua gì đó, hàm lằng á. Ngon không? Yes. So good hả? Gà không gà đó. Gà kho gừng. Hiện nay mình đang ở Halifax, tức là đây nè các bạn. Đây là thủ phủ của tỉnh bang hàng hải Nova Scotia. Đây. Thì bạn thấy bên đây là Atlantic Ocean nè, tức là Đại Tây Dương nè. Bạn thấy không? Tỉnh 13 tỉnh bang của Canada. Đó, nó chỉ có đây là Newfoundland, là nằm riêng biệt luôn nè. Là không có đường bộ đi qua được. Chỉ đi đường thủy thôi. Bạn thấy cái thằng Prince Edward Island nè. Cái Prince Edward Island nếu bạn thấy màu vàng này nè. Đó, Prince Edward Island mặc dù nó riêng rẽ, nó không có đường bộ qua nhưng mà nó có cái cầu qua. Đó. Nhưng mà cái thằng này thì không có, tại vì nếu mà cái cầu này thì rất là xa. Cho nên cái này là mình phải đi đường thủy nha các bạn. Đây là tỉnh bang mà như là riêng biệt, không có nằm trên đất liền á, của Canada. Và đây các bạn thấy là St. John là ngay đây nè. Đây là thành phố mà tận cùng của Canada, ở miền cực đông á, của Canada nha. Thật ra đây các bạn không đi được nữa. St. John. Thưa quý vị và các bạn, mình đang đứng ở Walmart ở thành phố Halifax, đây là thủ phủ của tỉnh bang Nova Scotia. Thì tối hôm qua mình tới đây rồi mình ngủ ở đây. Hiện nay là 7:20 sáng các bạn. Mấy ngày nay mình đi mình xui mình gặp mưa không à. Mưa nguyên tuần luôn. Thì hôm nay các bạn thấy trời nắng lên không? Mình hy vọng là nắng suốt nguyên ngày luôn để mình dẫn các bạn đi chơi. Ở đây rất là đẹp tại vì đây là coastline gần bãi bờ biển mà. Gần bờ biển Đại Tây Dương cho nên rất là đẹp, nhưng mà xui là mưa cho nên không có thấy được nhiều. Khi mình tới đây là mình đã đi được 2.300 dặm nha các bạn. Thì sáng sớm nay thì mình phải check tất cả các bánh xe. Tại vì khi mình đi mình lái xe vậy, khi trời từ tiết lạnh á thì áp suất bánh xe thì nó thấp. Cho nên mình phải check hết 6 bánh xe rồi mình bơm đầy đủ hết rồi. Hiện nay là khí hậu đây nó rất là mát các bạn ơi. Sáng sớm nay thì nhiệt độ đây là chừng 60 độ F. Tức là tầm khoảng chừng 17-18 độ C. Cho nên rất là mát. Thì bây giờ các bạn thấy sau lưng mình là Walmart đó. Đó. Walmart thì khi mình đi RV là Walmart rất là những người bạn thân của mình. Đi 7:20 rồi thì gia đình mình vẫn còn ngủ, thì mình tranh thủ mình bơm hết bánh xe rồi mình đi mình đang rửa mặt rồi ăn uống, mình mua đồ ăn trái cây hay là gì đó, rồi mình sẽ dắt các bạn đi vòng vòng thủ phủ của Halifax mình xem coi nó có gì nha. À, bên Canada sao? Này hả? Ừ, đi mua đồ này kia thuế 15%. Oh man, mắc ghê. Yeah. Wow, bên mình vô. À, bên mình mắc đó mà cũng trung bình là hả chứ. Thì mắc nhất là 9% thôi mà ghê vậy, bên đây 15% dễ sợ. À, đó này trời nắng đẹp dễ sợ chưa? Bên Nova Scotia nè. Đây là Walmart ở bên Nova Scotia đó. Giờ 8 giờ sáng rồi. Nhớ giờ đại ca mình vẫn còn ngủ say nè. Rồi. Đó bây giờ mình lo đồ ăn sáng cho mấy đứa bé mình nó ăn sáng. À xong rồi. Ok. À, có phúc thôi là xong rồi đó. Đây. Là phúc và... This is yummy. I will kiss my mommy with that. I want to kiss you. Rồi, kiss you. Love you. Love you. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mình đang ở cái sân Shell ở thủ phủ của Nova Scotia là Halifax. Thì sân ở đây là 1 đồng 72 cent cho 1 lít. Thì nhiệt độ ở đây hiện nay cũng khá mát mẻ, nó chừng
Sáng nay thì nó hơi lạnh lạnh chút xíu, là chừng 5 mấy độ, 60 độ F, tới tầm chừng 14-15 độ C. Bây giờ hiện nay là đổ lên là chừng 65 độ F rồi các bạn, tới tầm chừng 17 độ C đó. Thì bây giờ mình đổ xăng đầy rồi, bây giờ mình dắt các bạn đi vòng vòng Halifax cho mình xem coi nó có gì nha. Thôi vậy mình đã đổ hết 250 đô Canada rồi nha các bạn. Các bạn thấy xăng ở đây là 1 đồng 72 sen đó. Công nhận xăng Canada nó mắc dễ sợ luôn nha các bạn. Thì các bạn nào mà không biết Halifax nằm ở đâu thì nằm ngay đây này các bạn đó. Nó giáp mặt với cái biển North Atlantic Ocean, tức là Bắc Đại Tây Dương nha các bạn. À, ở đây mấy nhà nó như vậy không ha? Ha? Đúng không? Đó, từ đây đi là cái nhà nó như vậy không? Ờ, bé bé dễ thương thôi, Canada vậy. Nhưng mà làm vậy cũng được tại vì mùa đông á. Ha? Ok, nhà nhỏ, bớt dọn. Bớt dọn với lại đỡ tốn tiền. Mùa đông á, ha? Mùa đông á, cái sưởi nó... không có tốn sửa tiền sửa nhiều. Lại đây người ta đi làm thì về xong ngủ thôi mà, đúng không? Làm xong về ngủ ha. Bên mình cũng vậy thôi. Ờ, nó hay quá mà Vân thích nhà bự. Hay à. Có một lính dọn. Đó, nó kêu là Halifax Shopping Center như kia kìa. Bây giờ mình xem coi thành phố của Halifax nhìn thế nào, thủ phủ của Nova Scotia nhìn thế nào. Ở đó nhà cửa ở đây các bạn thấy ở đó cũng có 4 con gạch kìa. À. Đó, đây là Halifax Shopping Center kìa. À. Đây là nhà thờ nè. Hả? À, tinh lành quá. Xăng ở đây cũng ở 1 đồng 72 sen đó nha các bạn. Nhà đây là vậy đó, như vinyl nè. Không chơi nữa, đó. Vinyl hoặc là cổ vậy đó. Mà có thể bạn thấy cái nhà nào cũng nhà nhỏ xinh xinh ha, không có nhà lớn ha. Nhà nhỏ xinh xinh vậy đó. Bạn thấy là nhà gỗ hoặc là nhà vinyl nha ha. Thành phố này cũng đông dân nha. Đó, thành phố này là cũng rất là đông dân. Halifax á. Thì tính đến năm 2023 á, thì ước tính dân số ở thành phố Halifax này á, tầm 520.000 người ạ. À. Đây xuống downtown của Halifax. Thôi mình đi tới đây là mình đã đi được bao nhiêu dặm rồi nha? Hơn 2.300 dặm rồi đó. Tới đây rồi đó. Hơn 2.300 dặm tới đây. Thì Halifax này á, nó là một trung tâm kinh tế của Atlantic Canada, thì nơi tập trung nhiều văn phòng chính phủ và các công ty tư nhân. Thì các nhà tuyển dụng lớn bao gồm Bộ Quốc phòng, Đại học Dalhousie, Cơ quan Y tế Nova Scotia, Đại học St. Mary, nhà máy đóng tàu Halifax, các cấp chính quyền khác nhau và cảng Halifax. Cái khu này cây cối mọc cũng dễ nhìn, rất là xanh nha các bạn, xanh và sạch sẽ ha. Đó, nhà đây nè các bạn, nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Cái nhà nhỏ xinh xinh nó giống như là bên, cái này nó giống như là bên, bên đâu ta? Bên Montreal ha, nhà nhỏ vậy đó. Ừ, nhà này không bự nha. Mình nghĩ đây chắc tầm chừng 1.500 tới 2.000 square feet quá, đúng không? 1.500 2.000 square feet đó. Ừ, nhà bằng nhà Clarksville. Có nhà bự hơn chút xíu. Ừ, thì đó tầm chừng 2.500 2.000 square feet. Chắc đâu. Ok. Đó, đồng xăng đây là 1 đồng 72 sen cho một lít đó. Wow. Mà nhà này nó cái làm xỉu cửa cũng đẹp quá ha. Này coi kìa. Ha, dễ thương, xinh xinh. Nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Ở đây là người Irish nó lại ở đây cũng nhiều nha. Người Scotland, French. Day, từ 10 giờ tới 2 giờ free barbecue kìa. Ồ vậy hả? Cái khu này của downtown Halifax á, mấy cái building này á, nhìn nó hơi cũ kỹ một chút xíu nha. Ờ, cái này giống như là downtown Halifax vậy đó. À, ở đây là antiques nè, là bán đồ cổ đó. Mấy gian hàng đây cũng nhiều nha, cửa hàng cũng rất là nhiều. Mấy cái gian hàng chẳng chịt ha. Petro Canada. Ờ, chỗ này nó đang sửa đường, cho nên nó block out, nên chỉ có một làn đường thôi á. Bank of Montreal. Bank of Montreal tại đây chưa? Ở đây là Montreal hả? No, bank, nó nhà Bank of Montreal thì tên vẫn là vậy thôi, nhưng mà cái này là Halifax mà, cái này là thủ phủ của Nova Scotia.
Thì đó này đông dân. Thủ phủ cũng vậy, lúc nào cũng vậy mình thấy. Thủ phủ của một tiểu bang Canada. Ông mình nhìn cái chỗ này mình thấy giống như Việt Nam nè, mấy cửa hàng và nhà cửa gì nó san sát nhau nè. Nhà hàng đây. Shopping. Ở đây mấy cái shadow nó chở người dân đi từ nơi này tới nơi nọ nè. Đầy đủ chợ rồi này kia. Thì đó, chợ trước kia vẫn có đầy đủ hết à. Nhưng nó cũ quá ha. Nhìn nó cũ ha. Này lâu đời lắm rồi, này lâu đời lắm rồi. Có bánh mì kìa. Nó có Scotia Bank nè. Có Việt Nam không? Có tiệm bánh mì Việt Nam đó. Nó gọi là gì? Thì bánh mì Việt Nam. Ủa vậy để bánh mì Việt Nam hả? Nó để bánh mì gì đó mà tiệm nó để tiệm Việt Nam. Đó là cái khu downtown của nó nè. Thì các ngành công nghiệp tài nguyên á, được tìm thấy ở khu vực nông thôn của đô thị á, thì bao gồm nông nghiệp nè, đánh cá, khai thác mỏ nè, lâm nghiệp và khai thác khí đốt tự nhiên á. Muốn ra vùng tiệm Việt Nam phải tìm quán phở, ở đây ít neo nha. Đó, nãy quán phở, nãy bánh mì phở, phở cái bên á. Việt Nam quê lắm, một là vô tiệm neo, sai là vô tiệm phở. Sao nó đã đến này đâu xa là mình đi đâu cũng được hết mà. Nó đi theo nó là nó ra trung tâm của Halifax. Ở chỗ đó nghe nói có cái walkway gì mà làm mà không đi mình có xe chỗ đậu xe thôi. Ở đây khó kiếm chỗ đậu xe lắm. Nó giống như Montreal vậy đó. Mấy cái downtown này nó nhỏ. Khó có kiếm chỗ đậu xe. Đó Halifax Infirmary kìa. Bệnh viện. Halifax nó có hai khu vực riêng biệt nha, tức là khu vực nông thôn và khu vực thành thị đó. Như cái trung tâm của nó ngay chỗ đó là tiệm xá này kia đó nhiều rồi, ngoài đây là hết rồi. Nó có mấy cái Coast Atlantic nè, Maritime. Đó này người ta du lịch. Thế là từ bang khác người ta tới hay gì đó. Garden. Đây là Spring Garden. Đó, cái sightseeing đó. Khu này lớn rồi nha, Spring Garden. Cái downtown Halifax này nó đẹp chứ hả? Lớn đó. Bây giờ người ta đợi xe bus nè, shadow nè. Bây giờ không có chỗ đậu xe luôn ha. Nãy park on the side of the road. Gì? Nãy cái park on the side of the road. Đó, Scotia Bank nè. Nên là chỗ này đi bộ không à. Chỗ này mình đi bộ chơi vui nè. Bây giờ mình chạy ra cảng coi. Đang chạy ra cảng đó. Banking Center. Shopper Drug Mart. Ở downtown mà các bạn đi mấy cái shadow á, nó chở mình từ đây đến nơi này qua nơi nọ rất là tiện nha. Nó có bank ở Montreal đấy ta. Touch of gold. Có mấy tòa nhà cũng cao á. Nhưng mà nó không có building chọc trời ha. Đường này là đường Spring Garden Road. Next light turn left. Giờ mình đang next light. Chị tặng tới luôn, nhà thờ đẹp quá hả. Wow. Đẹp quá hả? Next slide đây. Đây là đường Grafton. Private parking, monthly permit parking. Ở đây nè, đó. Trên left hả nè? Trên left hả? Yeah. Nó đọc em nghe. Này trường ở đây, nhà thờ Baptist. Nhà thờ Tin Lành á. One Baptism. Ở bên đây nhà thờ Tin Lành nha. Bên đây cũng có cái nhà thờ nè các bạn. Đó. Này ngày xưa thuộc địa của Pháp mà. Nên nhà thờ nhà thánh quá trời. Này bên kia là nhà thờ Saint Matthews. Thủ phủ này nó đẹp chứ các bạn. Mình nhìn thấy mình tưởng nhớ lại giống như là Ottawa là thủ đô của Canada đó. Mà năm 2 năm trước mình tới á. Mà thấy không, đường xá cũng sạch sẽ ha, một len thôi. Thì ở đây mình thấy mấy cái shuttle này các bạn, là mấy cái xe bus này nó chở người khách du lịch đấy, hoặc là khách local á đi nhiều nha. Bây giờ ông định book cái Harbor Drive. Cái Harbor Hopper. Nhưng mà không biết có đậu xe được hay không. Ở đó mình đã. Wow, sắc khê kìa, nhà hàng Nhật kìa. Có chỗ đậu xe. Thì đó bà con không dám bút. 50 đồng. Du lịch đến đây không có chỗ đậu xe người ta. Thì bà phải đi xe nhỏ mới tới. Mà cái này nó dốc xuống nè. Nó giống như là Seattle vậy đó. Cái kia đó anh thấy không, là đó là cảng biển nó nằm dưới đó đó. Công nhận cái chỗ này nó nhìn giống Seattle bên tiểu bang Washington dễ sợ thiệt á. Không hề, chỗ này trời đẹp nè. Đúng không? Mấy này đi trời mưa không à. Ngoài này mình nhờ được cái mình chưa có tới nơi đây, mưa cũng ok, không có sao hết.
No, right? Lại đây. Tour ticket đi kìa. Đó, Halifax Experience Pass kìa. Đó bên phải mình đó là cái đó là cái cảng biển Halifax. Có Maritime Museum nè, of the Atlantic nè. Bây giờ đây mình kiếm đôi chiếc đầu xe, chiếc đầu xe thôi. Chiếc đầu xe là mình đi vòng vòng đi chơi, đó. Oh boy, and this is a lot of walking. Ở giờ đi kiếm đầu xe thôi. Nó đi thẳng tới. Chỗ này rất là khó đậu xe nha. Tìm hôn. Đâu? Thẳng hay cái? Chắc mình đi thẳng thôi. Vô đây là không có ra luôn á. Đó, các bạn đang xem Halifax á, downtown với lại gần ra cái seaport nằm bên kia kìa. Thường á, ở mấy cái downtown á thì các bạn phải có xe nhỏ đi á thì nó tiện lợi lắm, còn RV mình nó lớn, nó đi trong downtown rất là bất tiện. Nhưng mà cứ lái vào dọc này chơi cũng được, cứ lái vào dọc này chơi coi hết cái downtown Halifax coi. Đó, mình cứ đang mình cứ lái cái ngành du lịch của Halifax á, nó thể hiện cái văn hóa, phong cảnh và bờ biển của tỉnh bang Nova Scotia nha các bạn. Casino của Nova Scotia nè. À, để cái sòng bài nó cho sòng bài gì ra. Ồ, tàu đó. À, tàu đó. Cái đó này. Nó quay đâu? Wow, đây là một đám đường quá trời luôn. À, tàu bên tàu đi quá trời rồi. Thì bây giờ mình phải kiếm bây giờ, nhưng mà mình phải kiếm chỗ đậu xe. Thì Halifax có nhiều di tích lịch sử quốc gia nha, nổi bật nhất là đồi Citadel, pháo đài George ngay bên ngoài khu vực đô thị. Peggy Cove mang tính biểu tượng đã được quốc tế công nhận và đón hơn 600.000 du khách mỗi năm, thì mà mình sẽ check các bạn tới đây. Cầu này là trả thô đó, cầu là phải trả thô. Nó không cho cái nào mà trên 3.200 kg, tức là 3.2 kg đó. Cái cầu đó là McDonald Bridge. Đó, con cầu này là McDonald Bridge. Cảng biển là tha hồ làm tiền ha. Ồ, cái nhà này hả? Wow. Nó đi bên trái nữa. Đó, coi là trên là bên trên đó. Đó, mấy cái xe chở khách đi chơi. Thôi, cái nhà, wow. Mấy nhà townhouse này các bạn thấy màu mè không đẹp, nhưng ở đây mắc đấu rẻ nha, trên nửa triệu đô la Canada đó. Mà mấy ngôi nhà ở Halifax đó các bạn. Ô gà, ô gà, ô gà. That was a speed bump. Ồ, mới làm mấy cái này. Dễ thương chưa? Vẽ, mình rất là vẽ. Đâu được. Đây giống New York, không được. Nhà người ta. Xe nó đậu qua nhà người ta. Không được. Xe mình nó dài á. Giờ mình đang đưa các bạn đi tham quan vòng vòng cái downtown Halifax với lại gần cái cảng biển này đó các bạn. Thì khu vực này có khoảng 200 nhà hàng và quán bar nha. Ngoài ra còn có hơn 60 quán cà phê vỉa hè mở cửa vào những tháng hè đó, phục vụ nhiều nền ẩm thực thế giới. Đâu đâu cũng giống nhau thôi nè. Ai là thấy người đi Scotland đó, người Irish á, thấy không? Tóc đỏ phải không? Tóc nó hơi người Irish á, tóc họ hơi hung một đâu. Ở đây là Irish nhiều lắm. Halifax North Memorial Public Library. Thì ở đây các bạn thấy nhà cửa đây rất là mắc nha. Các bạn thấy single family house đó là nhà cho một gia đình á là tầm khoảng chừng 450.000 đô la Canada, còn cái nhà mà townhouse á
mà các bạn thấy vừa rồi rất là màu mè, rất là đẹp á, thì trên nửa triệu đô la Canada nha các bạn, rất là mắc nha. Thì mức sống ở đây cũng không có rẻ, thì một người độc thân á thì cái ước tính mức sống tương đối là tầm chừng 1.200 đô la Canada, còn gia đình mà 3-4 người á thì còn chừng 3.500 cho tới 4.000 đô la Canada nha, tức là chưa cộng cái tiền thuê mướn nhà cửa nha các bạn. Thì cái ước tính đó là ăn uống các bạn thấy không, nhà cửa là hả, thuê mướn ở đây thì tầm khoảng chừng 1.200 cho tới 1.300 đô la Canada cho một apartment á, một phòng á, còn chừng 3.000 là cho apartment 3 phòng á. So it's a bank center, home of the Halifax Mooseheads. Có cái hiện nay bên đây giờ là 10 giờ mấy rồi đây ha, đây là 10 giờ 10 phút rồi đây. Oh my gosh, mình đóng xe bus rồi các bạn. Đang cho học sinh drop off ở đây giống như Mỹ vậy các bạn. Đó, xe bus mà nó đỏ như vậy á, mà nó đứng lại á, học sinh xuống á là hai xe hai bên không được đi qua lại, thì đi qua lại nguy hiểm lắm, nó cán chết mấy đứa bé. I think they have a field trip today. À, they have a field trip today. Đó, bây giờ nhìn hết nhá đèn này, giờ đi, giờ xe mới đi nè. Oh, hàng chi bên đây school bus quá trời đây luôn nè. À. Drop, nó drop học sinh off. Cái này là parking bên đây nè ha. That's a theater. It's a box office. Box office. They have a field trip today. Ừ, nó có field trip ở đây á. Duke Tower. Chú đào thao nào cũng chặt chội á. Nào cũng vậy, chặt chội á. Đào thao nào cũng chặt chội luôn. Thì mùa hè ở đây á, cái nhiệt độ mà cao nhất á, từng được ghi nhận á, ở Halifax này là 37 độ C nha. Và mùa đông ở đây nhiệt độ thấp nhất á, được ghi nhận á, là âm 29 độ C. Thì Halifax này nó có địa lý rộng lớn nha, và nó có hơn 200 cộng đồng và khu phố chính thức trong thành phố. Thì các thị trấn cũ như là Bedford và thành phố cũ là Dartmouth và Halifax á, nó vẫn giữ nguyên tên cái địa lý ban đầu á, của chúng nha. Ở bên đây nó có Mary's African Cuisine nè, là người châu Phi á. Đồ ăn đồ uống đây hả, đủ mọi à, đây là đủ mọi dân tộc luôn nha các bạn. Đây là province of Nova Scotia. Thì các cộng đồng từng là vùng ngoại ô ở đây nè, hoặc là thậm chí là nông thôn trước năm 1996 á, bây giờ á mấy cái vùng đó đã trở nên đô thị hơn và đạt được vị thế cộng đồng hơn. Thì trung tâm đô thị của Halifax này á, nó là nơi có một số tòa nhà mang tính biểu tượng của khu vực và vẫn giữ được cái tòa nhà và quận lịch sử quan trọng nha. Các tòa tháp và văn phòng ở trung tâm thành phố được nhìn ra từ pháo đài Citadel Hill với đồng hồ thị trấn Halifax. Vừa nãy mình đi qua mình có cái đồng hồ đó, nó mang tính biểu tượng ở đây nè các bạn. Thì trung tâm thành phố Halifax này nó có nhiều cửa hàng và nhiều người bán hàng rong đây nha các bạn. Thì khu vực này là nơi có khoảng 200 nhà hàng và quán bar cung cấp nhiều loại ẩm thực của thế giới. Thì cuộc sống về đêm ở đây bao gồm các quán bar và địa điểm âm nhạc nhỏ cũng như các sòng bài Casino Nova Scotia. Thì một cơ sở lớn được xây dựng một phần trên mặt nước. Nhưng mà ở đây nó có... Ừ, chắc anh nghĩ chắc trên kia quá hả? Phải không? Trên đây hay trên kia?